Xin chào các bạn. Trên các trang web theo dõi chuyến bay, hàng chục máy bay của NATO đã xuất hiện ở các nước láng giềng của Ukraine sau vụ Nga không kích trường quân sự Ukraine ở Poltava, làm dấy lên nhiều nghi vấn. Các vận tải cơ hay máy bay y tế thường được sử dụng để sơ tán binh sĩ bị thương hoặc vận chuyển hàng tiếp tế quân sự. Được biết, sáng ngày 4 tháng 9, chỉ một ngày sau vụ tập kích của Nga vào trường quân sự Ukraine, hàng chục máy bay vận tải và y tế của NATO được phát hiện trong không phận của Romania và Ba Lan, hai nước có chung biên giới với Ukraine. Trong số các máy bay này có máy bay từ Đức, Ba Lan và Mỹ. Và giới quan sát nhận định đây có thể là phản ứng nhanh của NATO với các sự kiện gần đây. Cụ thể là vụ Nga không kích trường quân sự Ukraine ở Poltava và một số mục tiêu ở miền Tây của Ukraine. Ngoài ra, không ngoại trừ giả thuyết đây là hoạt động sơ tán lính đánh thuê của phương Tây ở Ukraine. Hãng tin Pravda Ukraine hôm qua 3/9 đã dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận rằng Nga đã không kích vào thành phố Poltava ở miền trung nước này. Trong đó, hai quả tên lửa đạn đạo Iskander đã đánh trúng Học viện Truyền thông Quân sự Poltava và một cơ sở y tế lân cận, khiến ít nhất 41 người thiệt mạng và 180 người bị thương. Tôi đã ra lệnh điều tra đầy đủ và chi tiết về những gì đã xảy ra, Tổng thống Zelensky nói, cho biết thêm rằng nhiều người hiện vẫn còn mắc kẹt dưới đống đổ nát, trong khi nhiều người khác đã được lực lượng cứu hộ giải cứu. Ông cáo buộc vô nhân đạo đã đánh vào một cơ sở giáo dục, nhưng tuy nhiên những hình ảnh sau đó cho thấy các nạn nhân trong vụ việc đều đang mặc quân phục và vụ tấn công diễn ra khi mặt trời còn sáng. Còi báo động không kích đã vang lên ở Poltava trong ngày 3 tháng 9, nhưng Bộ Quốc phòng Ukraine thừa nhận rằng khoảng thời gian từ khi báo động đến khi mà tên lửa đạn đạo Iskander ở Nga đánh trúng mục tiêu quá nhanh khiến hoạt động sơ tán không thể diễn ra kịp thời. Đây là một trong những vụ không kích gây thiệt hại đáng kể nhất về nhân lực do Nga thực hiện nhắm vào mục tiêu nằm sâu ở phía sau tiền tuyến Ukraine. Được biết, thành phố Poltava cách Kiev khoảng 300 km về phía đông nam và cách biên giới Nga gần nhất khoảng 120 km. Cho đến nay, cập nhật mới nhất đến hết ngày 3 tháng 9, đã có ít nhất là 59 người thiệt mạng, 235 người bị thương trong vụ tập kích và nó đang tiếp tục tăng lên. Các hãng tin Ukraine ban đầu xác nhận các vụ nổ lớn đã vang lên ở Học viện Truyền thông Quân sự tại Poltava, đã gây ra nhiều thương vong nhưng không đề cập đến cơ sở y tế trúng hỏa lực của Nga. Tuyên bố của ông Zelensky đã không nêu rõ về số lượng thương vong chi tiết tại hai khu vực trúng đạn. Cùng ngày thì thông tấn Nga RIA Novosti đã dẫn lời ông Vladimir Rogov, quan chức của Nga phụ trách 4 vùng mới sát nhập là Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhia, đã khẳng định rằng Nga đã tấn công Học viện Truyền thông Quân sự Poltava ở thành phố Poltava. Theo ông Rogov, cơ sở này là nơi đào tạo nhân lực trong lĩnh vực radar và tác chiến điện tử của quân đội Ukraine. Chính những người đó trúng đòn tấn công tên lửa. Đối phương thì đã tổn thất hàng trăm người, ông Rogov nói thêm. Một nguồn tin khác của Nga thì khẳng định con số thương vong tại Poltava lớn hơn rất nhiều, với khoảng 700 người bị thương và thiệt mạng. Ngoài ra thì đây đều là các cố vấn hay là binh sĩ NATO. Các quân nhân NATO này đang vận hành trung tâm huấn luyện ở Poltava. Đặc biệt có tin đồn là trong số những cố vấn thiệt mạng có một số giảng viên người Thụy Điển. Những người này đào tạo nhân sự cho máy bay cảnh báo sớm ASC-890 mà Thụy Điển có thể sắp chuyển giao cho Ukraine. Những chiếc ASC-890 được dự báo sẽ kết hợp với tiêm kích F-16, mang lại sức mạnh đáng kể cho Ukraine trên bầu trời, thậm chí đủ để gây ra những tổn thất lớn cho quân đội Nga. Ngoài ra, có một bài đăng này của một tình nguyện viên người Thụy Điển tên là Britta Elwanger. Cô cho biết là số người thương vong trong đợt tấn công không chỉ ở của mỗi quân nhân Ukraine mà còn có cả các giáo sư, huấn luyện viên cũng như tình nguyện viên đến từ Thụy Điển. Và trùng hợp thì Thụy Điển đang có kế hoạch viện trợ cho Ukraine hai máy bay hệ thống chỉ huy và cảnh báo sớm trên không có tên là ASC-890 AVKACS. Hai chiếc này sẽ được sử dụng để hỗ trợ cho tiêm kích F-16 mỗi lúc chúng xuất trận. Do đó, khả năng cao là những giáo sư Thụy Điển thiệt mạng trong đợt tấn công vừa rồi chính là những người được cử đến để huấn luyện cho quân đội Ukraine cách sử dụng những chiếc ASC-890 này. Tuy nhiên, có vẻ lần này người Nga đã nhanh tay hơn, không chỉ tiêu diệt mầm họa, mà nếu đây là sự thật thì đây là một đòn răn đe rất lớn đối với NATO. Liên minh quân sự này cũng vốn đã bị cáo buộc nhiều lần đã đưa quân tham chiến tại Ukraine với danh nghĩa là lính đánh thuê, lính tình nguyện và mới nhất là cố vấn hay là giảng viên quân sự. Điều này thì ngày càng rõ ràng và ngay cả phương Tây đã thừa nhận họ đang tăng cường huấn luyện thêm nhiều binh sĩ Ukraine, nhưng khác với việc huấn luyện ở từng nước, phương Tây đã tính tới trường hợp cung cấp hỗ trợ ngay trên lãnh thổ của Ukraine.
quan chức phụ trách đối ngoại Liên minh châu Âu EU Joseph Borrell ngày 30 tháng 8 đã nói với phóng viên tại Bruxelles của Bỉ trước cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng khối này rằng chúng tôi sẽ thảo luận về cách tăng cường sứ mệnh huấn luyện. Chúng tôi đang cân nhắc việc mở một trung tâm điều phối tại Ukraine, nhưng chưa có thỏa thuận nào về việc huấn luyện binh lính Ukraine cùng các giảng viên châu Âu trên đất Ukraine. Vấn đề trên đã gây chia rẽ đối với 27 quốc gia thành viên EU. Một số quốc gia trong đó có Estonia, Pháp và Thụy Điển đã ủng hộ việc huấn luyện binh lính ở Ukraine. Nhưng các nước khác như Hungary lại lo ngại động thái như vậy có thể dẫn đến leo thang xung đột. EU đã đặt mục tiêu huấn luyện khoảng 60.000 binh sĩ Ukraine trong năm nay. Nhưng với tình hình giao tranh ác liệt vẫn đang tiếp diễn, khối đã muốn nỗ lực nhiều hơn nữa. Pháp hồi đầu năm khiến các đồng minh sửng sốt khi mà Tổng thống Emmanuel Macron tuyên bố không loại trừ khả năng gửi quân đội phương Tây tới Ukraine, dù ông thừa nhận không có bất kỳ đồng thuận nào về ý tưởng trên. Borrell một lần nữa kêu gọi các quốc gia EU đẩy nhanh việc chuyển giao vũ khí cho Ukraine sau lời thúc giục hôm 29 tháng 8 của Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba. Nhiều cam kết đã được đưa ra kể từ tháng 6, đặc biệt là về phòng không. Trước các cuộc tấn công lớn vào Ukraine cũng như các thành phố của Ukraine, rõ ràng là chúng ta sẽ phải phản ứng, ông nhấn mạnh. Borrell cũng chỉ trích những hạn chế đang đặt ra đối với Ukraine về cách mà họ sử dụng nguồn viện trợ vũ khí. Thật nực cười khi mà nói rằng cho phép nhắm mục tiêu vào bên trong lãnh thổ của Nga, đồng nghĩa tham gia vào cuộc chiến chống lại Moscow. Chúng ta chỉ đang hỗ trợ Ukraine, ông cho hay. Ukraine thì nhiều lần kêu gọi các đồng minh dỡ bỏ các hạn chế, nhưng Đức và Mỹ phản đối vì lo ngại nguy cơ xảy ra xung đột trực tiếp đối với Nga. Đồng thời, sau cuộc tập kích mới nhất, Tổng thống Zelensky tiếp tục kêu gọi các đối tác phương Tây nhanh chóng chuyển giao viện trợ quân sự cho Ukraine, trong đó có vũ khí phòng không. Ông Zelensky thì từng nhiều lần chỉ trích Mỹ và các nước châu Âu vì chậm thực hiện cam kết viện trợ. Lãnh đạo Ukraine thì cũng muốn Washington và đồng minh dỡ bỏ các hạn chế về việc sử dụng vũ khí do họ cung cấp để tập kích lãnh thổ của Nga, dù phương Tây lo ngại điều này có thể khiến xung đột leo thang. Tuy nhiên, theo lập luận của Tổng thống Ukraine, Kiev đã tấn công các mục tiêu quân sự sâu trong lãnh thổ của Nga sẽ buộc Moscow phải kết thúc chiến sự. Chúng tôi đề cập vấn đề này hàng ngày đối với các đối tác. Chúng tôi thuyết phục họ đưa ra các lập luận, ông Zelensky nói. Và Kiev thực sự đang ngày càng đạt được những bước tiến gần hơn tới mục tiêu này. Washington được cho là sắp đạt thỏa thuận cung cấp tên lửa hành trình JASSM tầm bắn 370 km cho Kiev. Song quá trình sẽ mất phải vài tháng, theo các quan chức của Mỹ. Ba quan chức Mỹ giấu tên ngày 3 tháng 9 cho biết tên lửa hành trình không đối đất tầm xa liên quân JASSM ARM-158 sẽ có trong gói vũ khí viện trợ cho Ukraine được công bố vào mùa thu năm nay. Song Washington chưa đưa ra quyết định chính thức. Các quan chức này cho biết tiến trình chuyển giao tên lửa JASSM ARM-158 có thể sẽ mất vài tháng do Mỹ phải giải quyết một số vấn đề về kỹ thuật. Họ kỳ vọng tên lửa JASSM sẽ thay đổi đáng kể cục diện chiến trường khi mà đưa nhiều vùng lãnh thổ của Nga vào tầm bắn của loạn đạn dẫn đường chính xác có độ hỏa lực mạnh hơn. Giới chuyên gia quân sự phương Tây thì nhận định rằng với khả năng tàng hình và tầm bắn xa hơn của huyết tên lửa Ukraine đang sở hữu, JASSM có thể buộc Nga phải bố trí điểm tập kết và kho hậu cần lùi xa hơn hàng trăm km. Điều này sẽ làm phức tạp khả năng duy trì chiến dịch của Nga, mang lại cho Ukraine về lợi thế chiến lược. Một số quan chức quốc hội của Mỹ thì nhận định việc cung cấp JASSM cho Ukraine có thể gây ra thêm sức ép, buộc nước này phải dỡ bỏ hạn chế về cách dùng vũ khí họ viện trợ. Người này cho biết tác dụng của tên lửa này sẽ bị giảm nếu như Ukraine không được dùng chúng tấn công mục tiêu trên phần lãnh thổ của Nga. Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov ngày 30 tháng 8 khi mà tới Mỹ cũng đã cho biết ông đã đệ trình lên các cơ quan cấp cao của Mỹ danh sách các mục tiêu mà Kiev muốn tấn công vào lãnh thổ của Nga bằng tên lửa ATACMS tầm xa do Mỹ cung cấp. Theo Bộ trưởng Umerov, danh sách này bao gồm các sân bay được quân đội Nga sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công và các mục tiêu trên khắp Ukraine. Vào tháng 6, Mỹ đã cho phép Ukraine tấn công các mục tiêu quân sự của Nga ngay bên kia biên giới, nhưng vẫn duy trì lệnh cấm tấn công sâu ở bên trong lãnh thổ Nga bằng vũ khí tầm xa như ATACMS. Tổng thống Zelensky khẳng định việc Ukraine giành được quyền kiểm soát thị trấn Sudza của Nga nằm cách biên giới với Ukraine chưa đầy 10 km. Nó cho thấy nỗi lo sợ của phương Tây về lằn ranh đỏ của Nga là vô căn cứ. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Nếu thấy video hay và thú vị, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ đội ngũ nhé.
Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.